Hải đang vệ sinh chào bạn. Sau đây Hải đang vệ sinh giới thiệu các bạn bộ cần lục. Câu cần này câu tầm 20 mét các bạn. Chọn bộ như này luôn. Cần và máy, cước, phao, lưỡi, phụ kiện kèm theo. Cần long sót. Độ cứng 40, chiều dài 4m50. Đây khuyên cần đây các bạn. Nên làm theo cách mới, khuyên được nâng cấp mới là bọc một lớp mạ vàng. Phát thấp bạn về không phải hạ nữa, nhà số đã hạ sẵn rồi. Bát NS7 Jumbo của NS7. Tiếp đến là máy Daiwa Swiftfire DA 3550 3550 3550 tương đương tầm 5000, máy 5000 của Shimano các bạn. Daiwa China sản xuất, nhập khẩu bởi Daiwa Việt Nam này. Tem của Daiwa Việt Nam này các bạn. Máy đuôi chuột. Đây các bạn chỉnh lô đây, chỉnh tốc độ như gia cước của lô đây. Đấy, chỉnh ở chỗ này. Mọi máy thì vặn ở đây để chỉnh, nhưng mà máy này thì chỉnh dưới, gọi máy đuôi chuột. Đây, cước 4 con cá 250m, màu xanh đây các bạn. Hạt chặn màu hai và phao. Đây, phao ngọn cắm, cuốn chỉ ngọn cắm. Phao này câu lưỡi 8 lưỡi 9. Đây là xoài. Tiếp là lục xoài thấp 9. Đây là xoài thấp đây các bạn. Đấy là tứ 9 xoài cao. Đấy. Câu tầm 20m. Bạn đánh đầu cần cũng được, đánh tầm 2 tầm cần cũng được, 2 tầm cần được, 3 tầm cần cũng được. Đấy, tầm 20m đổ lại. Chọn bộ luôn các bạn. Là khóa linh và khóa chạy phao. Đây, chọn bộ như này. Vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn bộ cần câu lục, gồm cần long sót và máy Swiftfire 3550 của Daiwa. Hải Đăng Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.